Quên mất chưa chỉnh cái quên chỉnh cái ảnh lên rồi. Tại là tôi đã đủ cái mảnh để nâng cấp con hero Severus tôi lên bậc 4, nhưng mà tôi không đủ tiền để nâng con hero lên bậc 4. Lên bậc 4 thì cũng khá ngon đấy, nó tăng cái khoảng cách nhảy lên 0,15 ô này, tăng sát thương này, với giảm thời gian hồi kỹ năng này. Get ready. New objective. Deployment place the building. Okay. The boost extraction from place the building. Chết rồi, tôi quên place phải lên nữa rồi. Construction complete. Give me order. Off we go. Your ass. Yes, sir. Ready for order. Here we go. Roger. Here we go. Ready to kick ass. Give me orders. Upgrade. Got it. Resource yes, container sir. Detected. Resources received. Place the building. Resource container detected. Ready. Move. Move. Ready to kick ass. Resource container detected. Got it. Ready! Ready to kick Here ass! Go. Enemy detected. Move, move. Our unit is under attack. Resources received. Ready to kick Here ass! Go. Yes, sir! Give me order! Ready to kick ass! Move, Resource move. Container detected. What's our target? On the move! Ready for orders! The boost activated. Resources received. The boost activated. Resources received. Enemy detected. Ready for trouble. Yes, sir. Combat patrol. Place the building. Place the building. The boost activated. Skipper, go for hard maneuver. Full runner. All ahead. All ahead. Steer the course. All ahead. Place the building. Construction complete. At your service. Full speed ahead. Construction complete. Insufficient resources. Place the building. Quên chưa cài lại cái nút.
Place the building. Resource container detected. Our unit is under attack. Nó vừa nãy bảo nó nhặt chỗ này mà nhỉ? Upgrade complete. Place the building. Steady. Tại sao thằng này nó lại không nâng cấp sửa tàu nhỉ? Place the building. Instruction complete. Place the building. Quên, còn cái... Nó không cho phóng to à? À, không cho thu nhỏ à? Góc nhìn camera tối đa. Rồi, giờ mới thu nhỏ được. Instruction complete. Enemies activated. Insufficient resources. Instructions complete. Target set. Receiving damage. All enemy fire on our target. Skipper, we're sorry. Enemy forerunner. All ahead. Approach engaged. We need a roll in the skies. Receiving destroyer online. Target set. Steady. Solo fire. Enemy engaged. Receiving damage. Orders received. Redirecting course, Commander. Place the building. Place the building. Insufficient resources. Quên chưa cài lại cái nút. Mỗi lần cái giả lập nó bị lỗi là lại phải cài lại. Victory. Xem tí quảng cáo. Còn 22 phút nữa đến trận 2v2. Hello Cường. Tôi vừa nãy mới cài lại cái giả lập này, nó bị lỗi, thế là thành ra tôi cài lại giả lập. Rồi vừa nãy vào quên cài nút, lúng túng quá. Và rồi vừa cài lại nút rồi. Cài lại hai nút, tôi dùng nút F với nút cách. Attention, the battle starts in 10 seconds.
Chưa mở, nhìn ngứa tay quá, muốn mở nhưng mà tình dị khi nào like xong thì mở. Cho quảng cáo cho nó được New nhiều. objective. Deployment time. Place the building. The boost activated. Xây dựng hơi xa. Resource place the building. Objective. Place the building. Place the building. Construction complete. 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 Construction complete. Construction complete. Quên không bấm nâng cấp. Ready, moving, got it. In motion. Yes, sir. Move, move. Give me order. Got it. Off we go. Ready, in motion. Roger. Ready for trouble. Resource container detected. Got it. Give me orders. Ready for orders. Move, move. Yes, sir. Ready. Resource container. Resources destroyed. Give me order. Ready to enemy kick ass. Detected. Resource container detected. Ready for trouble. The boost activated. Resources destroyed. Resource container ready is under attack. Resources detected. Ready. Ready for trouble. Got it. Upgrade complete. Ready for order. Resources destroyed. Resources destroyed. Here we go. Resource order. Container detected. Place the container building. Detected. Ready for trouble. Give me orders. Ready. Got it. Fueled up and ready. Resources received. Place the building. Place the building. Give me orders. Ready for trouble. Resource container detected. Resource ready. Container detected. Place the building. Place the building. Resource insufficient. Resource container detected. Construction complete. The boost activated. Resources received. Upgrade complete. Construction complete. And place the building. Ready to kick our unit is go. Under attack. Yes, sir. Ready. Move, move. Roger. Off we go. Construction complete. Ready for orders. Resource deploy container containers. Detected. Right. Construction complete. Ready. Steady, steady. Resource container detected. Forerunner, all ahead. Resources. Construction complete. Place the building. At your service. Steer the course. Resource container detected. Resources received. Give me enemy orders. Detected. Roger. Our ready. Unit is under off attack. Off we go. Resources received. Resource container detected. Steady. Approaching. At your enemy service. Engaged. Construction steer complete. The course. Full speed ahead. All ahead. Left forward. Full speed ahead. Resource all ahead. Container detected. The boost steady. Activated. All ahead. Ready to kick ass. Ready forward. Ready to kick ass. Move your ass. Resource is complete. Place the building. Place the building. Skipper. Upgrade complete. Insufficient resources. Give me orders. Enemy detected. Combat our base patrol. Is under attack. At your service. Confirm. Construction complete. Construction insufficient complete. Resources. Place the building. Place the building. Upgrade complete. Our unit is under attack. Receive skimmers. All ahead. Steady. Resources received.
boost activated. Enemy engaged. At your service. Confirmed. Skipper. Resources received. Resources received. Right full runner. All eliminated. Instruction complete. Place the building. Place the building. Steady. Solo fire. Destroyer ready. Our unit is under attack. Skipper, steady. The fuse activated. Place the building. Bắn này chỉ sợ không thắng nhanh được mà đi 22 kịp. Place the building. Construction complete. Construction complete. Ready for orders. Ready to move out. What's our target? Moving out. Ready for trouble. Give me orders. Combat patrol. Ready for trouble. Instruction complete. Quên hết nâng cấp sửa máy bay làm gì. Enemy detected. Our unit is under attack. Okay. Give me orders. Combat patrol. Combat patrol. The boost activated. Commander. Stand by. Redirecting course. Steady. Steer the course. Full ahead. Steady. Destroyer ready. Confirmed. Upgrade complete. Insufficient resources. Resources. At your service. Steer the course. Commander, advance. Pilot online. Let me take care of it. Destroyer online. Steady. Approaching. Tôi thằng này nó không vùng biển này. Yes, sir! Squad, understood! Roger!
mình bay vậy? PVP thì nó lại quá dở 22 đấy. Tầng 6 hay tầng cải thiện xây dựng. Ôi, cải thiện xây dựng thì qua đây. The boost activated. The boost activated. The boost activated. The boost activated. Đồng hoàn thành. Lô anh Hào Ly. Phá hủy 12 xe chiến đấu bằng First Tech. Phá hủy 8 công trình bằng Heavy Assault. Nhưng mà cũng quân số rồi. Thắng một lần mà không sản xuất Torrent. Hợp đồng này có cái thì rất là khó, có cái thì rất là đơn giản. Resource container detected. Upgrade complete. Còn resource received. Pilot online. Redirecting course. Our unit is under attack. Cái tem xây dựng đấy không phải là lấy ấy đâu, không phải là lấy, không phải mua bằng tiền đâu, mà là game mở hòm nó cho cái tem xây dựng mà có tốn tiền của mình đâu, ra đấy là free mà, cả đống tem xây dựng này, này chắc phải 200 cái, chỗ này phải hơn 200 cái tem xây dựng luôn. Này bắn hộ cho con lính này nó dễ phá hơn. Chứ mấy con xe đam nó to quá, nhiều khi con lính nó không chèn đam vào được phát cuối. Missiles ready. Hai công trình thôi. Victory. Còn 6 công trình nữa. Hôm nay gặp 17 à? Mỗi hôm là gặp 18 suốt rồi. Đây, đang trong một chuỗi thắng luôn. Ông này thấy chat 22 mà sao hiện là online này.
Đây là đang trong chuỗi thắng này, chuỗi thắng của đây chỗ này là thua có 3 ván liên tiếp rồi, xong rồi chuỗi thắng này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trận thắng luôn, chuỗi thắng. Và nó cho vừa nãy giải nó cho gặp thằng 17, một thằng 17 chắc là cuối giải thì ít người ta đánh nên là cho gặp đợt thằng yếu hay sao ấy. Để nó định đẩy tỷ lệ thắng của mình lên cao để cho mình ăn hành đấy. Bọn ghê game. Còn vẫn 5 phút được là mới bắt đầu tìm trận 22 đấy. Lẹ thanh niên 11 đi mời áo vãi trưởng. Tần 11 này. Đây là thì 21 lâu chung. Tôi đang đợi trận 22 rồi. Như này thì thắng thì mình là 49% thì không biết là đánh như nào. Có khi lại đi các trận ngẫu nhiên vậy. Hoặc là lên kênh kênh chat quốc gia xem. Huy chương này mình đấy, hôm nọ là hôm mình thắng được một thằng ở trong clan top 14 cơ. Đây thằng này đây, nó ở trong clan Brutal Resistance này, clan đấy đứng top luôn đấy. Brutal Resistance để cho mọi người xem cái xếp hạng của cái quân đoàn đấy. Nó không cho nhập chữ R. Ta đang để tiếng Việt bảo sao. Đây đấy, cái quân đoàn đấy đây này, rõ ràng đứng top 14 thế giới luôn nhé. Đấy, đấy cái quân đoàn đấy đứng top thứ 14 nhé. Cái thằng đấy nó ở trong cái quân đoàn này chứng tỏ là tài khoản nó rất khỏe luôn. Đây đúng tên này luôn, đầu đánh trong trận không biết là thằng nào, cứ đánh như là ra mới thấy thanh niên ở trong cửa lan mạnh. Tìm người nhưng mà có ai phù hợp đâu. Tìm người đánh 22 nhưng mà làm gì có ai phù hợp được. Lần mấy thanh niên 19 với 21 đi với Việt Nam à? Đi với thanh niên này sao nào. Tại vì là đi cùng người Việt Nam nếu mà mình đánh không hay thì lại ăn chửi chết. Hay thế này á, tôi win cái thanh niên trong cái clan top 14 này. Thì có gì nếu mà cái thời gian vậy là cái thời gian chờ trận khác nó lâu thì tôi sẽ kiểu mở lại replay trận đấy. Trên kênh của tôi cũng đăng cái video đấy rồi đấy. Skill 6
Bây giờ lên được skill 7 đây. Nếu mà lên skill 7 thì tôi sẽ có cái tốc độ chấn cờ này, tốc độ triển khai này, tăng tốc độ xây dựng công trình khi ở chế độ triển khai. Cái đấy rất là quan trọng. Và thời gian triển khai nữa này. Không, ý em đang bảo nhé, là cái thanh niên mà em thắng ấy, là thanh niên đấy nằm trong clan top 14 thế giới. Cái quân đoàn Dragon, làm gì có quân đoàn Dragon nào ở trong top 14 thế giới đâu. Đâu, em có thấy quân đoàn nó tên là Dragon ở trong top 14 thế giới đâu. Thỉnh thoảng gọi là đánh không biết ai là ai. Thế là cứ đánh nhiệt tình không, lúc ra mới hết hồn. Ra mới hết hồn thấy mẹ đối thủ mạnh vãi cứt ra. Quân đoàn Dragon hãy đây là gì? Anh nhiều khi anh viết thì em chả hiểu anh nói gì luôn. Anh viết nó cứ kiểu sai chính tả liên tục ấy. Đọc người khác đọc khó hiểu lắm. Get ready. Ông này tỷ lệ thắng 54%, không biết là skill level mấy. Nếu mà skill level cao cao thì ngon. New objective. Trên bộ à? Deployment time. Place the building. The boost activated. Construct place the building. Place the building. Place the building. Place the building. Construction complete. Construction complete. Construction place the building. Construction complete. Construction complete. Place the building. Construction complete. The boost activated. Resource container detected. Place the building. Insufficient resources. Resource insufficient resources. Resource container detected. Ready in motion. Yes, sir. Our unit is under attack. Ready for orders. Resources received. Resource container detected. Upgrade complete. Place the building. Resources received. Place the building. Place the building. Insufficient resources. Resource container detected. Off we go. Ready for orders. Resources received. Here we go. Ready to kick ass. Give me orders. Resources received. Resource container detected. Ready for ordering out. Affirmative. Charlie Vane. Construction container detected. Construction complete. The boost activated. Replace the building. Hết thêm tài nguyên vàng rồi. Place the building. Dùng thêm tài nguyên xanh. Ready for trouble. We go. Got it. Ready. Roger. Ready to kick ass. Motion. Motion. Ready for trouble. Here we go. Got it. Đằng sau là quên nhặt đấy. Nhưng mà may là địch nó chưa đi vào nhặt. Ready. Resource container detected. Ready for trouble. Resource container detected. Our unit is under attack. Upgrade complete. Construction complete. Resources received. Construction complete. Place the building. Resource container detected. What's our
That's our target. On the move. Understood. Advance. Chơi với người Việt mình phải chơi nhiệt tình nha anh. Chơi đem vàng mày luôn con ạ. Để nó chiếm một lớn đầu tiên là gây go đó. Con xe 2 của mình đi lâu nhỉ? Squad ready. Reporting danger. Place the building. What's our target? What eating? Give me orders. Ready for trouble. Ready for orders. Đây thì thả diều. The boost activated. Ready. In motion. Ready to move out. Driving. Cho một con xe 2 đây rồi. Xe 1 hết vẹo xong méo mẹ bản đồ thôi. Enemy resource container allied unit is under attack. Mẹ nghiêng nghiêng này khó chịu nhỉ. Resource container detected. Ready, hold position. Construction ready to rush your ground. Nào, cút. Hai cho mày ra, bố mày có xe 2 ở đây rồi. Resource container detected. Ơ tên này giờ nó lại lệch sang bên này. Hay thế nhỉ? Resources received. Rồi, đây. Đỡ lệch đi rồi. Resource container detected. Fueled up and ready. Here we go! Resource container detected. Không, nó đánh út mình một phát mà. Toan. Ready for order. Move your ass. Place enemy detected. Our base is under attack. Ready to kick ass. Here we go. Thấy nhà mình không có ai cho quân đi dò. Tí nữa phải cho con trực thăng dò hết mấy bụi gần nhà. Construction complete. Target smashed. Enemy detected. The boost activated. Unit is under attack. Này có vẻ không biết là nhặt hết hồn trên biển không. Upgrade complete. Có vẻ như là chưa lên được nhà tàu cấp 2. Orders received. Redirecting course. Checking the course. Để bay dò bụi. Place the building. Insufficient place energy. Place the building. Place the building. Insufficient energy. Place the building. Place the building. Place the building. Xe xe phòng không lại nhớ đâu nó ra máy bay enemy trước mình. Detected. Insufficient energy. Allied unit is under attack. Đấy anh bảo clan này đánh hay đấy. Anh vừa bảo clan này đánh hay nhưng mà không hiểu sao ông này để nó ra tàu 2 trước trong khi ông ấy đang sửa tàu 1 đấy. Chưa nâng cấp được lên sửa tàu 2. Place the building. Place the building. Đem hết mình. Chơi. Place the building. Ông ấy chơi cầm chừng như thế thì sao mà thắng được? Ba con này làm sao ăn được một con Ali? Cái này toang rồi đấy. Commander, affirmative. Instruction: Allied base is under attack. Give me orders, sir. Off we go. Moving. Combat patrol. Bây giờ mới cắm chống hạm. Tại sao cắm tận hai chống hạm mà sao không dùng một số tiền nào đó để nâng cấp cái xưởng tàu lên cắm hai chống hạm làm gì cắm một cái thôi. Upgrade complete. Có làm gì được nó đâu. Phí tiền đấy. Thôi mất điển rồi.
toang rồi. Kiểu người đánh kiểu gì anh đồ à, người khen quân đoàn này đánh hay đấy. Đây đánh hay đây, đánh hay năm trung cấp trung cấp. Sườn tàu thì không nâng, ông ra lính hai làm gì đây? Định nghĩ đây là map không sớm à, ra lính hai để kiểu chơi full lính hai. Em phải cho lính nó dò bụi quanh nhà đã mới trinh sát được. Nó không ra được máy bay ném bom đâu. Trận này chắc phải dùng torrent với rớt thủ nhà thôi. Allied unit resources received. Instruction complete. Combat patrol, give me orders. Standing by. Changing location. Checking the course. Enemy detected. Orders received. Changing location. Checking the course. Redirecting course. Giờ đến lượt mình dò nhà nó. Ready and waiting. Any orders? Any orders? Moving out. Any orders? Yeah. Bằng này. Allied base is under attack. Quân đi công là phải phản công lại chứ. Không phản công lại nó vã mình sấp mặt. Đứa này làm gì đây? Vẫn cố xây công trình ra ngoài biển đấy. Cái tháp pháo làm sao mà ăn được con Ali nhỉ? Chả hiểu sao xây tháp pháo để thủ Ali ạ. Chó này.
complete. Gì đây? Giờ thằng vàng nó làm hợp đồng rồi, còn khủng làm gì nữa? Đưa quân lên không được, nó chặn tường. Quân nó đứng đông nhung nhúc này, làm sao mà ấy được? Làm sao mà chặn đường nó được? Place the building. Upgrade complete. Này nó xây, chắc chắn nó sẽ chơi khói. Nó chơi ama không được, chắc chắn nó sẽ chơi khói. Chứ nó đéo thể nào mà nó không công như này được. The boost activated. Ready as always, in control. Designation set. Rocket đấy, anh khen Clan đánh hay đấy. Clan này đánh hay đấy. Thất vọng quá. Torrent ready. Affirmative advance. Nhà thủ ơi, lên ném bom để ném cái nhà xe trên trụ nó thôi. Yes sir. Ready to move out. Moving out. Commander, driving. Nãy hình như không thấy nó có cái phòng không nào. Place the building. Đánh 2 tí. Dễ thủ. Chứ rớt sẽ ra chậm không kịp. Tại vì còn ra cả enemy detected. Chắc là không kịp. Bây giờ đấy. Instruction complete. Dép đi, dép hộ cái. Bắn con Ali. Bắn cho vài phát sập mẹ tháp pháo. Understood. Affirmative.
protected. Allied base is under attack. Ready as always. Đánh sập cái xưởng. Xe chuyên dụng nó thôi. Roger. Allied unit is under attack. Who's activated? Cái kiểu gì thằng ấy nó chơi khói rồi. Place the building. Insufficient energy. Enemy detected. Insufficient energy. Place the building. Insufficient energy. Nó vẫn chưa phun đám ma. Insufficient energy. Insufficient energy. Construction complete. Upgrade complete. Nào, đấy, nó lại đập cho mấy con rớt sắp chết này, sắp chết hết rớt này. Good work. Any orders? Moving out. Affirmative. I am indestructible. Understood. Ready to move out. Advance. Ready for orders. Complete. Affirmative. What's our target? On the move. Insufficient resources. The crew's activated. Pilot online. Construction complete. Give me a target to smash. Biết rồi, ném nhưng mà em nghĩ là nó định ra khói nên em sẽ ném xe chuyên dụng nó trước, với lại nhà xe chuyên dụng nó sản xuất ra nhím, mà nhím thì khắc chế được máy bay, nên là em phải đập cái nhà đấy của nó trước, anh hiểu không? Đập cái nhà đấy của nó trước thì nó mới không có gì để chống máy bay, lúc đấy máy bay mình mới bay thoải mái được. Em chia làm hai team chứ chuẩn bị ném hai nhà xe ở nó đây. Target in sight. Pilot online. Roger. Chơi luôn team vàng luôn, sợ nó không sập. The boost activated. Enemy detected. Này mà thắng thì chỉ có là mình gánh thanh niên kia thôi. Thanh niên kia mất biển, biển không phải trách nhiệm mình mà. Biển là trách nhiệm thanh niên kia. Job done, job well done. Job well done. Phá thành công rồi. Nó xây lại cái nhà kia rồi đấy. Our unit is under attack. Sắp full quân số rồi. This thing is heavy. Combat patrol. Ready. Combat patrol. Cho cái đám này đi công trước. Patrolling. Giữ ở đây. The boost activated. Our unit is under attack. Ba con này. Fueled up and ready. Understood. Ready to move out. Con này đi ở đây. Fueled up and ready. Affirmative. Mẹ lại xoay lệch hết mẹ rồi. Vãi. Gì đây? Điên rồi. You need more command points. Nó định vòng ở đây. Mà đây mình có phòng bị không ạ? Càng xoay càng... càng xoay càng lệch. Nổi luôn. Orders received. In control. Commencing attack run as always. In control. Our base is under attack. Commander,
mình mà tạch thanh nhân kia tạch theo. Insufficient resources. Yeah, đi đây, ở điện nhà đây. Allied unit is under attack. We're gonna roll the skies. Commencing attack run. Construction complete. Tools activated. Có nên ra một con xe giáp. À, tôi có xe giáp rồi. Cần ra thêm nữa. Commander, understood. On the move. Yes, sir. Understood. Affirmative. Destroyed. Going hard. Destroyed. Understood. Yes, sir. Advance. Show me armor. You need more command points. Thiếu ấy rồi. Thiếu quân số rồi. The boost activated. Thế sao cứ kéo lên đây vậy? You need more command points. Enemy detected. Place the building. Xây lại nhà máy điện. Construction complete. Allied unit is under attack. Standby. Cứ ném sập nhà tài nguyên nó đi. Nhiều nhỉ. Thanh niên này không nhìn thấy gì à? Thủ đế. Sao quân đứng ở kia kìa? Không hiểu luôn, lớp đứng đấy làm gì? Bắn. Bắn ali à? Place the building. The boost activated. Ready for takeoff. Place the building. Upgrade complete.
Torrent ready. Ready for trouble? Yes, sir. Complete. Reporting down. Move your ass! Yes, sir. Give me orders. Ready to kick ass. Got it. Place the building. Place the building. Enemy detected. Ready for orders. Our unit is under attack. Stand by. Target eliminated. Upgrade complete. The boost activated. The boost activated. Enemy detected. Thế nên này không cho con đi dò luôn. Ready. Off we go. Here we go. Orders received. Let me take care of it. Let me take care of all the skies. Designation set. The fuse activated. Còn nó xe giáp. Để xem mày hết tài nguyên thì mày sản xuất xe của mình. Nó còn 3 trung tâm cung cấp. Cứ đánh vào kinh tế là phải chết. Để gọi là trừng phạt kinh tế. Moving out. All the move. Affirmative. The boost activated. À thôi, dùng tem. The boost activated. Được nhiên liệu. Dùng tem cái gì nhỉ? Bảo dưỡng hàng không. Resource container or unit is under attack. Driving. This thing is heavy. Resources received. Chưa nãy giờ chả làm được cái gì luôn. Ra mỗi rớt nữa, sao nó không thọc Ali ở đây nhỉ? Sao tầng vàng nó không thọc Ali ở đây? Không chịu hiểu à đâu. Tầng vàng nó có đánh kiểu gì ấy. Nó không chịu thọc Ali vào. Boost activated. Enemy detected. Our unit is under attack.
cấp rồi. Rồi nó còn phải xây được phòng không nữa. Thằng vàng nó nãy giờ nó cũng được rảnh mà nó không ra máy bay hỗ trợ thằng đỏ nhỉ. Mình mà là thằng đỏ là mình vả chết mẹ thằng vàng đấy. Chửi chết mẹ rồi. Sao mày không giúp bố mày kiểu như thế. Place the building. Place the building. Đây là đánh 22 mà. Em búp cái tem lên ấy để cho máy bay nó kịp, nó bay nhanh, nó thật kịp thả bom. Như đây nhìn bốn con, bốn cái tháp pháo phòng không đây này. Nó mà vã cho thì máy bay làm sao kịp thả bom được. Xem mấy nhóm máy bay nào nhiều máu nhất thì cho đi trước, thằng tanh cho mấy con sau. Construction complete. Target in sight. The boost activated. Enemy detected. Rồi, full quân số 134. Mày lên đấy, place the building. Cái. Destroy. Job done. Going home. Job well done. Job done. Going home. Work. Job done. Destroy. Sao nó cứ đi theo đường thẳng kia nhỉ? Đang cần đường ngang này. Insufficient resources. The boost activated. Commander. Our building is destroyed. Our building is destroyed. Our building is destroyed. Our building is destroyed. Hay quá nhờ. Thanh niên xanh lá đánh hay quá nhờ. Tôi đánh điểm C được. Place the building. Insufficient resources. We're taking
Một chỗ công ty nghiêm này. Cửa nhà. Mình có xuống là cái đám rớt của mình bị thịt hết. Không dám xuống cơ. Giúp làm sao mà giúp được? Bây giờ giúp làm sao được? Anh nhân kéo bố quân đi, kéo để lại con nào ở nhà chủ cơ, ngáo vay. Kéo một nửa quân đi là đập được nhà thằng đỏ thôi. Bật xe trinh sát lên này. Đi cho nhanh. Chuyển từ máy bay qua hero. Con lại trinh sát chứ ngáo vậy. Rút hết nó lại xây lại bây giờ. Nếu hiểu luôn đấy. Chịu, thanh niên này ngu vậy. Không để lại một con nó trinh sát này. Place the building. Insufficient energy. Place the building. Đấy, trận này là chủ yếu là mình gánh, anh em chưa gánh được cái gì, rất cố là biển từ đầu về. Mình mà không đủ cứng là sập luôn hai nhà. Đấy, anh thừa nhận cái cờ lan này đánh hay đấy, nó đánh hay lắm, toàn để khác gánh thôi. Chưa tưởng tượng cái chiến thuật Ama nó mất dậy như nào đâu. Thế đéo là mình là cái thằng gánh mà tỷ lệ hoạt động mình 29%. Victory. Đây, sáng nay cũng có một trận thắng cái chiến thuật Ama thì phải. Như là trận này, à không, trận này thì không phải, 5 phút 44 thì đây là trận dài rồi. Đây, sáng nay thắng cái thanh niên cũng chơi kiểu chiến thuật Ama này. Mấy giờ ấy nhỉ? 15:13. Thì bây giờ tôi sẽ đợi trận 22 thì tôi bật cái... những cái trận khác cho mọi người xem đấy, để đến trận 22 tiếp theo. Trận này cũng là một cái trận mà phải mấy thằng chơi kiểu chiến thuật Ama cực kỳ khó chịu luôn.
nãy là mấy thằng kia ấy, nó còn không biết, nó không biết chơi khói ấy. Nó mà chơi khói thì toang rồi, là không gọi là không có thời gian mà ném bom đâu, không có thời gian mà nên ném bom đâu. Đây nó xây tận hai nhà xe đầu luôn. Tuy là kiểu là có một chút lợi thế về tài nguyên đầu game ấy, nhưng mà tại vì bên xanh thì thường tiêu tốn tài nguyên nhiều hơn, là cái lợi thế cũng gọi như là cân bằng thôi. Đây lúc này là đang xây xong rồi, tự nhiên chỉ là thanh niên kia vác một đàn ama đến cơ. May lúc đấy là mình ra kịp rớt. Đây bốn nhà xe này, để cho con máy bay đi trinh sát nó thấy là bốn nhà xe luôn. Lúc đấy mình nghĩ là nó vẫn chơi full xe một thôi, nhưng chưa nghĩ là nó chơi full xe hai, tại vì nhiều thằng chơi bài full xe một rồi. Nhà mình thì nát nhưng mà nhà nó thì không cần sao, mặc dù nó bất quân. Thêm mấy con hammer đam với lại rớt nữa. Đấy, con hammer ma nữa. Rồi nó tập trung nó đập nhà tài nguyên, đập trung tâm cấp, nó làm mình thọt tài nguyên. Còn nhà đó thì nó phát triển bình thường. Nhịn nhục nó lên nhà 4, nâng thêm cái xưởng xe chuyên dụng nó lên cấp 3 để hai nhà sản xuất rớt luôn thì nó mới đủ sức đấu chọi lại với nó đấy. Nó đi nhặt đây, nó nhặt xong hết rồi, quân mình chạy đến nơi. Cực kỳ khó chịu đấy, nó định đi vòng đây nó đập nhà mình tiếp, nhưng mà đây có một số quân phòng của nhà này cũng đỡ. Mình cắm sẵn một cái tháp pháo ở đây là nó là giảm thiểu thiệt hại phần nào, nhưng mà nó lại kéo thêm một cái cánh quân nữa ra đây, nó đập hai nhà mình, nó rất khó chịu thực sự luôn. Còn mấy con ama đấy, nếu mà nó rút về là nó còn có thể chơi trò đặt mìn nữa, dỉa mìn nữa. Mà xe một mình, nếu mà xe một mình tiến lên mà dọn ấy, sẽ cho xe một tiến lên dọn mìn ấy, thì mấy con ama đập chết. Mà cho rớt lên ủi thì mình nổ chết rớt. Đấy. Không, em không đi. À của anh thì khỏe lắm, em không chơi được. Em chỉ chơi những là gọi là nâng cấp ngang với mình thôi.
đánh những người ngang cơ thì nó mới học hỏi được, chứ nếu mà đánh với người mà mạnh quá thì mình thua nhanh quá mình cũng không học hỏi được cái gì. Nó có bánh khỏe đúng không? Nếu mà tập trận ấy, anh kiếm người nào ngang rank tập trận, tại vì em ngại thua thật, ngại thua kiểu em đánh người với người khác kiểu em không biết họ là ai ấy, thì em mới tự tin em đánh. Nhưng mà khi nào nếu mà tình cờ gặp nhau thì chiến thôi, chứ còn kiểu đã cảm giác đánh với người quen ấy, thì em thường là không thể hiện được 100% cái chiến thuật của mình ấy. Không. Đây lúc này là nó thấy em có nhiều rớt rồi, nó không dám cự công láo bằng Ama nữa. Nó bắt đầu nó chuyển sang lên nhà xe cấp 3. Nó chơi ra vua luôn. Nhưng mà cái sai lầm của thằng này ấy là nó chơi ra vua nhưng mà nó không có khói. Nên là cái đám rớt này của em có 2 con xe giáp, 3 con xe giáp đi cùng. Lúc này có khoảng 21 con rớt rồi. Kiểu ghép tạch ranh ấy, gặp hai tầng 18, trong đấy có một thằng nó khỏe, thì anh cũng khỏe nhưng mà khỏe ở trong ranh 16 thì nó sẽ kiểu khó không cân bằng, em đi ngang ranh thôi. Gặp hai tầng 18, nếu mà hai tầng 18 mạnh ngang nhau nó thì đấy là ăn từ cần tập, anh em đi với nhau nó rất vui thế. Rồi em thì không đi với người quen, hai còn hơn 2 phút nữa là đến tình trận 22 này. Phút 39 giây. Đây nâng cấp. Tại là cái con hero này chưa có tiền nâng, em chưa có tiền nâng nâng con hero lên. Nâng con hero lên bậc 4 là 111.000. 111.000 đô, ở đây mới có 54.000 đô. Vậy là đã gọi là có chuỗi win win 10 rồi đấy. Win 10 trận này, chuỗi win 10 trận. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chuỗi 10 trận, trận tiếp theo khả năng cao là thua. Bởi vì là 10 trận liên tiếp rồi. Đánh sợ lắm. Kiểu gì cũng kiểu gặp thằng nó sẽ gọi là chấm dứt chuỗi của mình. Thì thôi em không, nói chung là em không thích đi lệch rank thế đâu.
Anh có thể kiếm người nào đi lệch rank ấy, chứ em không thích đi. Em chỉ đi ngang rank thôi. Ngang rank còn đi được. Trời nóng quá. Hero 1 mà nâng lên lên bậc 4 thì tạm được ở đấy. Đây là cái hai kỹ năng của nó. Chờ cái cú dậm nhảy hiện tại nó là bao nhiêu đam nhỉ? Không xem được. Ở đây cú dậm nhảy của nó hiện tại là 1105 đam lên giáp 1 này. Con lính 1 của mình là bao nhiêu máu? 1287. Vậy là nếu mà nâng lên bậc 4 là nó dẫm một phát chết một con lính xanh. Nếu mà địch nó ngang nâng cấp với mình. Thì đấy, anh mời người nào đó. Chứ em không thích mời. Em không thích đi lệch rank. Đây, quân đoàn của em đang có mấy người này. Ông này lên 19 rồi này. Đây chủ quân đoàn này. Bọn này mời tập cho ông này. Ông giả nhòi. Ông này tỷ lệ thắng 71%. Nhưng mà không biết là không biết tại sao chưa có huy chương. Ông này 71% tỷ lệ thắng rồi. Thường những người mà để thắng trên 70% đấy, họ rất hay có huy chương. Nâng cấp tôi, ông xem là ông ấy rất là yếu luôn. Để điểm kỹ năng 6 này, nâng cấp thì khá là cụ chuối. Đến giờ, từ bây giờ tìm trận vẫn kịp mà. Cho ông Thái Sơn này xem nâng cấp đã. Đây, nhất là con Toren nó rất là yếu này. Siêu cũng yếu, Cyclone cũng yếu. Vortex thì tạm tạm. Thor này cũng yếu này. Vậy là phải dùng hai con Thor ném bom một cái trung tâm cung cấp nó mới sập đấy. Viking thì tạm được này. Poseidon thì quá yếu này. Hammer cũng yếu này. Đấy, Zeus thì gọi là đây thì nhà chính này, nhà xây dựng này, nhà máy điện này, tầng cung cấp này, chạy lính, sửa xe chiến đấu, sửa xe chuyên dụng, sửa máy bay, sân bay, sửa đóng tàu đấy. Đấy là ông xem tôi vừa nãy là tôi búp chắc là búp item vàng thôi, trông nó còn rồ lên một tí. Nếu mà tôi dùng tản đem xanh ăn hành tán tập luôn. Ông này lệch rank quá. Hai phút 15 giây mình với mấy chủ quân đoàn mà ông ấy không đi nhỉ. Ông ấy off rồi này, chắc là có việc bận. Xem kinh chất quốc gia nào. Đây, cái Tân Coffee này chắc là của bác Thế Anh. Tân Coffee quận 6 này. Đó, cái ông vịt ở trên Facebook này, bộ trưởng FBI này. Hình như kinh chất quốc gia không có tài khoản xanh nào 18. Kinh chất quốc tế thì có một thanh niên này tỷ lệ thắng 53%, không biết như nào. Tí nữa không mời được ai thì sẽ đi với thanh niên đấy. Mà chắc là đi luôn. Thanh niên này 48% tệ nữa. Thôi đi với thanh niên này đi. Mời nào.
Tôi sợ đi 22 mà tôi sợ là gặp mấy thằng mạnh mạnh ấy. Nhưng vừa nãy là tôi gặp hai thằng yếu thôi, vừa nãy đánh 22 trận gặp gọi là hai, nói chung là tôi nghĩ là hai thằng áo chứ không phải hai thằng yếu đâu. Thằng đỏ thì nó cứ chăm chăm mới rồi đánh full ama lúc đầu ấy, xong rồi lúc sau nó chuyển sang full jaguar ấy. Còn thằng vàng thì đáng lẽ ra là nó là cái thằng chiếm được biển rồi, nó phải lên tàu ngầm để bắn từ xa vào vào cái căn cứ của thanh niên xanh lá vừa nãy, thì nó lại không lên tàu ngầm, mà ali của nó cũng có thể thọc vào trong góc để bắn được, để bắn được những cái công trình ở rìa của thanh niên xanh lá kia, nhưng mà nó cũng không làm, kể cả không quân nó cũng không lên. Nếu mà thằng vàng đến trận vừa nãy nó mà lên máy bay hai thì mấy con thò của tôi đã không ném bom được vào vào công trình của thằng đỏ rồi. Thằng đỏ bị tôi ném gọi là sập hết trung tâm cung cấp mà, nó không còn tiền để nó sản xuất mà. Nên lúc sau nó điên lên, nó dồn hết quân lên chỗ tôi, may tôi xây tường kịp. Trận này xanh đấu xanh này. New objective. Trận này xanh đấu xanh. Map biển này. Không biết là đồng minh của mình có ra biển không. Nếu mà bỏ biển thì phải đánh nhanh lúc đầu. Deployment place the building. Tôi đang chơi trên giả lập máy tính. Construction place the building. Place the building. Place the building. Construction complete. Insufficient energy. Construction complete. Construction complete. Place the building. Place the building. Construction complete. Construction complete. Place the container detected. Useless container detected. Map này không được phép bỏ biển. Bỏ biển là vui luôn. Construction complete. Ready for truck. Yes, sir. Here we go. Resources received. Resource container detected. Resource container detected. Ready for trouble. In motion. Yes, sir. Upgrade complete. Place the building. Place the building. Resource container detected. Resource container detected. Ready. Ready for trouble. Enemy detected. Here we go. Our unit is under resource, resource container detected. Ready to kick ass. Ready for trouble. Move, move. Roger. Got it. Move your ass. Got it. Yes, sir. Yes, sir. The boost activated. Quên, quên, quên. Phải bút tem xây dựng chứ không. Rồi mình chiếm được cái hộp này rồi. Vậy là hơn nó được một hộp tài nguyên rồi. Bây giờ là xây chống hạm luôn. Chống hạm lắp ở chỗ này đi. Không là Delta leo lên bờ. Insufficient energy. Skipper, hard to starboard. Steady. Insufficient energy. Place the building. Place the building. Insufficient energy. Enemy detected. Steer the course. Hard burn. Allied unit is under attack. Insufficient energy. Insufficient energy. Insufficient resources. At your service. Resource container detected. Construction complete. Right forerunner approach. All ahead. Skipper. Full speed ahead. Resource container. Resource container detected. Steady. Enemy detected. Resource container detected. Our unit is under attack. All ahead. At your service. Resource container detected. Resources ready. Ôi, nó lên. Thằng kia lên đánh nhanh à? Để giúp tôi ở điểm A. Skipper, right forerunner. All ahead. Chạy giúp tôi ở điểm A. Construction complete. The boost activated. Construction complete.
upgrading complete. Okay. Our base is under attack. Skipper, steady. Enemy resource container detected. Good job, man. All complete. Nó không để ý hộp đây. Ngon. Triệt tiêu thằng này đã, thằng này đối thủ trực tiếp của mình. Thằng kia thì từ từ hãng giúp. Phải triệt tiêu đối thủ trực tiếp mình nữa. À, đây là đồng minh, mình xuất động địch cơ. Ngáo quá. Nãy giờ quên không, nãy giờ bạn điều khiển mấy con tàu không xây được công trình. Steady, at your service. Salvo fire destroyer armed to starboard. Target set. Insufficient energy. Resource insufficient resources. Hòm đi ông. Ôi chết cha mày, bố mày tấn công. Steady. Rồi, vào đập nhà nó nào. Hải quân tấn công. Kiếm xanh là đủ rồi, tại vì nó không có khả năng phản kháng. Show me armor, ready for on we go. Place the building. Insufficient resources. Nó xây vào trong rồi này. À, rời nhà. Nó rời nhà thì nó sẽ tốn tài nguyên. Place the building. Instruction complete. Cứ phải triệt tiêu đối thủ trực tiếp mình đã. The boost activated. Target destroyed. Steady. Fire on target. At your service. Okay. Solo fire. Yeah. No foot. Skipper. Right forerunner. All ahead. Allied unit is under attack. Bên kia cũng đã bị khống chế biển rồi. Place the building. Oh, there. Upgrade complete. Đúng rồi, phá hủy được nhà máy điện nó rồi. End of the target. Tàu của thằng này yếu vãi. Nó đập mãi mới chết được tàu mình. Đập nhà tài nguyên nó. Lên ra tàu 3, ra tàu 3 đi. Một con tàu 3 đánh vào sâu bên trong nhà nó. Place the building. Insufficient resources. Boost activated. Destroyer ready. Target destroyed. Instruction complete. Left forerunner. All ahead. À, của ông rank bao nhiêu? Upgrade tôi đi complete. Được với khoảng 18 đến 19 rồi. Còn quá những cái mức đấy là tôi không đi được đâu. Tại vì dễ gặp những cái thằng mà nó quá cơ hồ ấy. Skipper, solo fire. Destroyer all. For
khi nào nó lùi vào trong này, nó ra một đàn quân ở trong này không? At your service. Enemy detected. Target set. Không, tôi nếu mà đi tranh rank như vậy thì tôi không đi được, đi tranh quá rồi, tôi chỉ đi khoảng 17, 18, 19 rồi, ông dùng cái hàng 15 đấy đi gặp hai thằng 18 thì tôi biết chơi kiểu gì. Đấy, tôi khóc à, tôi khóc tôi bảo chúng nó tha cho bọn mình ạ. À. Cái trường hợp mà lệch đến 3 rank đi với nhau ấy, thì ví dụ là tôi với ông đi với nhau, ví dụ đi, nếu mà như vậy thì nếu mà ông ý ông là sẽ gặp những cái thằng mà cũng 18 với 15 đi với nhau, nhưng mà hiếm lắm, làm gì có thằng nào 18 đi với thằng 15. Tôi hầu hết tôi toàn gặp những cái thằng ngang ngang đi với nhau hoặc chênh một cấp đi với nhau thôi. Từ khi sau này là mọi người lên rank tướng thì mới gặp những cái trường hợp chênh như vậy. Place the building. Cái trung tâm cung cấp ở đây. Place the building. Insufficient resources. Place the building. Tàu 2 kéo rồi. Tôi cho tàu 3 đây. Resource container detected. Thằng này có máy bay, biết ngay có máy bay mà. May là tôi cảnh giác thôi, có hai con hai con Typhoon ở nhà đây. Instruction complete. Destroy this target. Instruction complete. Thôi giờ sản xuất lính 3 thôi. Lính 3 đi mới tốt thôi. Resource container detected. Tôi đám này canh phòng đây thôi. Hết hộp tài nguyên rồi. Giờ khi là tôi ra hero. Enemy detected. Đây. Cái nhà này có. Không biết là có đáp được không? À, chắc là đáp được đấy. Cái quân này làm sao mà thua được? Quân đông này sao thua được? Không biết phải đi lạc. Driving. Typhoon ready. On the move. Giờ hero lại một đồng luôn. Hòm cho thanh niên kia lấy vậy. Steady. Resource container detected. Con này nó không bắn à? Chắc vừa nãy con tàu hai của tôi là bị. Bị gì nhỉ? Bị con sạch luôn, nó giết hết chỗ đặt đây. Kìa, chơi phun lính à? Chơi phun lính hai. Construction complete. The boost activated. Battle crews are ready and waiting. Steady. Enemy detected. Target. Ôi, cái này cũng chả cần nữa. Cho lên trên này, đứng dưới này dễ bị lính của nó đứng từ ngoài bắn đó. Radar's on. Affirmative. Give me orders. Enemy detected. Patrolling.
Allied unit is under attack. Nó kêu tí không khéo nó kéo một thằng máy bay một thằng này trong xanh lá thì tôi nghĩ nó chơi cùng máy bay một. Tại bây giờ chỉ có máy bay một cứu được nó thôi, chả có con gì cứu được nó. Enemy detected. Our unit is under attack. Air raid warning! Give me orders! Combat patrol! Airstrike! Ready for trouble! Ready for orders! Ready for trouble! Combat patrol! Any orders? Understood! Ready to attack here! Wham! Cái điện thoại tôi nó bị ngáo sao nó cứ hiện là không người đang xem. Đập. Resource container detected. Chẳng nhẽ đập bố đây. Đó là 6 người. Điện thoại của tôi ngáo mẹ. Place the building. Place the building. Đó thì nên ném bom ấy, phá bớt trung tâm cung cấp của nó đi. Phạt kinh tế. Thằng kia nó ra hero trong tầm hợp đồng. Ready for orders. Advance. Resource container detected. Understood. Upgrade complete. Construction complete. Hiện tại là 1045 tài nguyên trên phút. The boost activated. Liệu nâng cái này thì có đủ tiền mua Solari không nhỉ? Chắc là đủ rồi. Enemy detected. Insufficient resources under attack. Hai con rớt tương ứng với 3 con phun lửa. Không phải tương ứng với sức mạnh nữa, mà là cái tốc độ sản xuất đây. Place the building. Thêm cái sân bay nhưng mà đang thiếu điện. Lại thêm nhà điện. Upgrade complete. Place the building. Okay, chắc là không đủ tiền để sản xuất Solari ngay được. Construction place the building. Nếu mà
cho đám quân này đi, phải có xe phòng không đi theo. Xe phòng không đi thì để xây thêm một số cái tháp phòng không ở nhà. Ba sắp ra, tôi không biết, tôi không hóng hức được gì từ nhà phát triển. Đấy, tôi hỏi những người mà có link của game ấy, cái trinh sát ai nhà tao phòng không dày đặc lắm. Cái trinh sát được cái gì? Trinh sát được ai? Ready to move out. Bọn này đứng ở đây. Moving out. Trinh sát cái gì? Commander. Yes sir. Trinh sát có làm được gì đâu? Resource container detected. Ready to kick ass. Combat đang làm hợp đồng mà. Combat patrol. Đang làm hợp đồng chứ. Enemy detected. Cho con Solari ra, lâu rồi không dùng nó, lâu nghịch nghịch nó tí. Con máy bay 1 này cho nó bay đi dò luôn. Roger. Designation set. Enemy detected. Chà, nhiều torrent phết này. Changing location. Nó xây cái... nó xây trận tàu đây này. Thằng này vừa hấp. Nó định phản công từ chỗ này. Phản công từ đây đây. Nuôi mộng phục quốc. Định nuôi mộng phục quốc. Nhưng mà sao mình cho phép nó mộng phục quốc được. Bây giờ là hiện tại là đang thiếu quân số. Thiếu quân số đã. Đang định ra, mình đang định ra cái con xe giáp, nhưng mà không có quân số. Hai con máy bay này sẽ đảm nhận nhiệm vụ phòng không trong lúc mấy con Typhoon đi vắng nhà. In the name of Confederation. In the name of Confederation. Nghe giọng nó lực nhỉ. Nghe giọng của Solari lực vậy. EM systems ready. What's our target? Nhưng mà kiểu giọng này kiểu giọng một thằng lực lưỡng nhưng mà đang chơi đồ ấy. Hít khí heli và giọng nó như này. Enemy detected. Thunder and lightning. Driving. Upgrade complete. In the name of Confederation. In motion. In the name of Confederation. Enemy detected. Target set. EM systems ready. Moving out. Show me armor. Resource container detected. Power on. Any orders? So, con này đã đủ đây. On the move. Understood. Yes, sir. Advance. Yes, sir. Commander, I am indestructible. Place the building. Enemy detected.
ready for battery. Destination is Liaison clear. Place the building. Thiếu bao nhiêu điện đây? Chắc một cái tem xanh. The boost activated. Tem xanh không insufficient không energy. The boost activated. Batteries full. Nếu mà bây giờ cho nó ra đây nhặt hộp, nó nhặt được một kinh điển. Hoạt động 99% luôn. Nhờ quả đầu game mình gọi là đi xông xáo đi nhặt hộp. Đầu game là chỉ có một cái lợi thế nhỏ đây là chiếm được cái hộp ở giữa, ở trên đất liền đấy. Thế là hơn được thằng xanh một ít tài nguyên. Và giờ dần đè nó. Mất đúng một hộp, thằng xanh mất đúng một hộp nó thua. Bây giờ là sắp đến trận giải nữa. Rồi, chuẩn bị vào giải. Thắng 11 trận liên tiếp rồi. Cảm giác sắp phải ăn hành đến nơi rồi. Kiểu gì cũng sẽ có người kiểu chấm dứt chuỗi của mình. Đây, chỗ này là chuỗi thua này. Đang chuỗi thua 3 trận liên tiếp này. Đây bắt đầu từ đây là một loạt, thắng một loạt luôn. 3, 6, 9, đây là 11. Đây tôi đang tải bộ đồng tanh. Ở đâu đang tải xong bộ đồng tanh rồi. Thì off stream tôi chơi bộ đồng tanh. Nhìn cái này ngứa mắt nhỉ, nó có cách nào tắt cái chấm màu đỏ đi không nhỉ? Không muốn nâng con hero đâu mà nó cứ hiện cái chấm đỏ lên. 111.000 đô để nâng cấp con hero lên bậc 4. Đủ thẻ này, thừa một thẻ. Xem kiểm lại đóng ai từng mình còn 11 cái lính trinh sát. Ba mươi bốn cái cải thiện xây dựng, cảnh báo không kích là còn ít nhất, sản xuất hải quân đâu nhỉ?
Với hải quân còn 70. Đi vào phố thật nhanh. Seraphim thiếu một thẻ à? Đúng rồi, Seraphim thiếu một thẻ thật. Nhưng mà tôi lại không nâng Seraphim. Tôi chưa mắc cái bậc 2 nó nên tôi chưa cần thẻ nó lắm. Kiểu gì cũng sẽ mở được thôi. Phần thưởng hàng ngày này. Có một vài hôm tôi bỏ nhưng mà tôi vẫn nhận được cái hòm 28 ngày, tại vì tháng này có 31 ngày, nên bỏ được 3 hôm, tôi vẫn có thể nhận. Get ready. Rồi, chuẩn bị. New objective. Mình ở bên trái, ok. Deployment time. Place the building. The boost activated. Ôi chết rồi, xây ngu rồi. Sao nhà này nó ở trong cái bên này vậy? Place the building. Place the building. Place the building. Construction place the building. Construction complete. Place the construction complete. Place the building. Construction complete. Construction complete. The boost activated. Ready forward, Roger. Ready to kick resource ass. Container detected. Ready. Ready forward. Yes, sir. Move your ass. Off we go. Move, move. Ready. Roger. Move, move your ass. Resources here we go. Resource container detected. Ready forward. Got it. Here we go. Chết tôi rồi. Ăn cám rồi. Resource container detected. Resource container detected. Ready to kick ass. Move your ass. Ready for trouble. Roger. Ready forwarders. Enemy resource container detected. Resources listed. Our unit is under attack. Ready. Resource ready container to detected. Ready. Ready to kick ass. Place the building. Resource để xây không? Nếu không đủ là tôi phải bắt buộc đánh nhanh ấy. À, đủ diện tích xây. May quá. The boost activated. May là cái xưởng xây dựng của tôi mắc rank 18. Mất công nghệ xây dựng ấy. Ý tôi là mất công nghệ xây dựng ấy. Không biết là đối thủ nó ra kịp không. Nó ra kịp là tôi ăn cám luôn. Place the building. Resources. Đã là tôi cho con lính ra kia lấy tầm nhìn trước thì tôi mới xây được. Construction complete. The boost activated. Không cần đi dò hộp trên biển nên là tôi chỉ ra một con tàu. Roger. Ready. Ready to move out. Controlling. Yes, sir. Construction complete. Resources received. Skip approaching. The boost activated. Instruction complete. Place the building. Tôi chơi giả lập, tôi có cài hai nút, một là nút cách với một là nút F để đồng ý xây dựng ấy. Đấy, được cái trên giả lập thì tôi sẽ có thể ấy hơn, tôi sẽ có thể nhìn nó rõ hơn ấy. Cái nên kia làm gì sao đã sang công sớm này. Chắc định đánh nhanh ấy. Resources received. Nãy tôi bị mấy con kia nó làm phân tâm.
Đấy, tại vì mấy con xe 1 của địch nó làm phân tâm. Nên là tôi không ấy là không tem kịp thời. Đấy là tôi vừa nãy tôi phải đổi ngay cái tem sản xuất hải quân để cho ra tàu 1 cho nhanh. Thằng kia nó chơi phun máy bay, mất dậy quá. Nó biết là điểm yếu của xanh là không có phòng ngự, là không có bằng không ấy. Nó biết điểm yếu của gì nhỉ? Hải quân xanh là con Viking nó không có phòng không. Nên là nó chơi máy bay rất là bất cập. Trong khi là hải quân của nó, con Ali của nó có phòng không. Tàu này nó tàu nó nằm đâu ấy, chắc là trong góc này. Đây, sửa tàu trong góc này. Tàu ra con Ali này. Có lẽ là tôi nên đặt thêm cái xưởng xây dựng ở đằng này để xây thêm được một xưởng tàu thứ hai. Skipper, steer the course. Đồ chơi ở thằng kia rất là tệ. Tôi sẽ sản xuất thêm tàu một tại vì hiện tại tôi chưa thể ra tàu 3 được. Tàu 3 mới có phòng không. Construction complete. Place the building. Tàu 1 sẽ phụ trách sản xuất tàu 1. Xưởng kia sẽ sản xuất tàu 2. Skipper, steady, steady. At your service. Steady. Insufficient energy. Hard to starboard. Steady. Full speed ahead. Hiện tại tôi nghĩ là tôi nên tích thêm tài nguyên. Construction complete. Skipper, salvo fire. Our unit is under attack. The base activated. At your service. Left. Full. Steer the course. Steady. Steer the course. Full speed ahead. Tôi vừa bấm nâng cấp à? À không, cái xưởng đấy nó có điện thì nó xây. Không phải tôi bấm nâng cấp. Ready to roast. At your service. Destroyer online. Hard to starboard. Construction complete. Rồi, có thêm tàu 1. Steady. Skipper. All ahead, two-thirds. Standing by. Designation set. Ready to kick ass. Roger. Tôi đã đủ tiền để nâng nhà chính lên cấp 3 rồi. Tàu 1 mình ăn được máy bay nó, nhưng mà ví dụ ông tưởng tượng nhé. Ví dụ ở đây sẽ có một hàng Ali ở đây một hàng Viking. Xong rồi trực thăng nó bay trên đầu Ali. Trong khi đó tầm bắn của con Delta nó chỉ đến đây, nếu mà nó muốn lòi lên nó bắn con trực thăng ấy thì nó phải tiến lên đây, mà bị Viking chắn đằng trước rồi thì nó phải đi một đường vòng rất dài, đúng không? Đây đầu hàng rồi. Nó xây xưởng xây dựng ở đâu nhỉ? Xây ở đây ạ. Nó ra tàu chậm nên là nó không cạnh tranh được ở biển. Tại sao nó không chơi full trực thăng nhỉ? Nó vẫn có thể thắng nếu mà nó chơi full trực thăng mà. Victory. Thế tôi hoạt động thua nó 1% này. Victory. Hai thẻ kỹ năng. Ngon.
chứa những thẻ mình cần. Tương lai mấy tiếng rồi nhỉ? 2 tiếng rồi. Thôi giờ tôi nghỉ đây. Bye mọi người nhé. Thank you for watching and see you again.